Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 27 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý sau. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri huyện Duy Xuyên. Chuẩn bị an toàn các điều kiện phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Tăng cường quản lý đối với những trường hợp thực hiện cách ly tại nhà. 1.000 y bác sĩ, sinh viên, giảng viên ngành y vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch. Thông tin sai lệch khiến đại dịch COVID-19 kéo dài. Thưa quý vị, sáng qua, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 đơn vị Duy Xuyên gồm các ông bà Nguyễn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, Trần Thị Bích Thu, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Thị Thanh Hiền, Phó ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Công Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Duy Xuyên đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Duy Xuyên sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Tại buổi tiếp xúc, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến bà con cử tri huyện Duy Xuyên về kết quả của kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Cử tri huyện Duy Xuyên nêu nhiều ý kiến liên quan đến lĩnh vực về giải phóng mặt bằng, quy hoạch bố trí tái định cư ở vùng Đông. Cử tri kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm có cơ chế hỗ trợ nhân dân trong vùng dự án được xây dựng sửa chữa nhà ở xuống cấp khi mùa mưa bão sắp đến, quan tâm đầu tư nâng cấp quốc lộ 14 hờ qua các xã khu Tây để đảm bảo an toàn giao thông khi đi lại, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tồn đọng nhiều năm nay, kiến nghị xây dựng nhà máy nước sạch phục vụ nhu cầu của nhân dân. Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị quan tâm chế độ đối với cán bộ ở thôn, tổ đoàn kết, quan tâm ưu tiên tiêm vaccine cho các đối tượng này trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Năm Du lịch Quốc gia 2022 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho tỉnh Quảng Nam đăng cai, được xem là cơ hội để Quảng Nam phục hồi và phát triển du lịch. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, nhiều ý kiến đề xuất dời qua năm 2023 để đảm bảo an toàn. Sáng ngày 27 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp bàn về nội dung này. Đề án Năm Du lịch Quốc gia 2022 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng với 6 chương trình diễn ra xuyên suốt trong năm 2022. Tổng kết Năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam 2022 và chào đón năm mới 2023 vào cuối năm trong điều kiện bình thường. Những chương trình này làm cơ sở để xây dựng các tour liên quan, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch có thể dựa vào đó, khai thác, xem như là cơ hội để phục hồi và phát triển du lịch. Tuy nhiên, hiện tại diễn biến của dịch bệnh COVID-19 vẫn đang rất phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước. Vì vậy, vấn đề được đa số các đại biểu dự họp quan tâm là thời điểm tổ chức nên là năm 2022 hay chuyển sang năm 2023. Ngoài ra, vấn đề lựa chọn chủ đề của Năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam 2022 với phương án du lịch xanh kết hợp triển khai kế hoạch 5177 về du lịch xanh được nhiều ý kiến tán đồng về mục tiêu bứt phá và phù hợp với giai đoạn hậu COVID-19. Cùng với đó, vấn đề kịch bản tổ chức trong tâm thế dịch bệnh cũng được đề xuất cân nhắc sử dụng lực lượng tại chỗ. Đây cũng là cách tạo ra sự khác biệt. Sáng qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân tham dự và trao quyết định. Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ nhiệm ông Huỳnh Tấn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân mong muốn trên cương vị mới, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam Huỳnh Tấn Tuấn phát huy năng lực, kinh nghiệm của mình, lãnh chỉ đạo tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực hơn nữa trong công tác đào tạo đội ngũ nhân lực ngành y tế chất lượng, giỏi về chuyên môn và y đức, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp hiện nay. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Huỳnh Tấn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh, đồng thời bày tỏ quyết tâm trên cương vị mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường và có khả năng lan rộng ra nhiều địa phương, để chủ động ứng phó với tình hình dịch nhưng vẫn đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình dạy học của năm học 2021-2022, chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân có buổi làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam để nghe công tác chuẩn bị năm học mới 2021-2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan và một số địa phương.
Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hoàng Nam cho biết, xây dựng phương án thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch lan rộng trong trường học và cộng đồng. Đảm bảo hoàn thành chương trình năm học theo đúng kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Đối với địa phương đang thực hiện chỉ thị 16, trẻ mẫu giáo, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên tạm dừng đến trường. Đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thực hiện dạy học kiểm tra theo hình thức trực tuyến. Đối với các địa phương không áp dụng chỉ thị 16, học sinh các cấp đi học tập trung tại trường, các đơn vị phải nâng cao ý thức thường trực trong việc phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Các hoạt động tập thể chỉ tổ chức trong phạm vi lớp, không tập trung học sinh toàn trường, đảm bảo giãn cách theo quy định, đồng thời yêu cầu cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Ngoài ra, có phương án xử lý một số tình huống có thể xảy ra. Khi trường học xuất hiện ca F0, thì học sinh toàn trường tạm dừng đến trường, chuyển sang dạy học trực tuyến. Khi trường học xuất hiện ca F1, lập danh sách giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh có tiếp xúc với F1 thì phối hợp kịp thời với cơ quan y tế địa phương để thực hiện cách ly, xét nghiệm theo đúng quy định. Toàn bộ học sinh của trường phải tạm dừng đến trường, chuyển sang dạy học trực tuyến để chờ kết quả xét nghiệm của các trường hợp tiếp xúc với F1. Nếu các trường hợp tiếp xúc với F1 âm tính thì hoạt động của trường trở lại bình thường. Khi trường học xuất hiện ca F2, cho giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh là F2 tạm dừng đến trường, phối hợp kịp thời với cơ quan y tế địa phương để thực hiện xét nghiệm theo đúng quy định. Nếu các trường hợp F2 âm tính thì hoạt động của trường trở lại bình thường. Các cơ sở giáo dục củng cố lại ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, kích hoạt lại hoạt động để phản ứng nhanh trong việc phòng chống dịch ở đơn vị trong năm học mới 2021-2022. Tuy nhiên, tại cuộc họp, một số địa phương có hàng trăm giáo viên là người dân thành phố Đà Nẵng. Trong khi đó, thành phố Đà Nẵng đang thực hiện nghiêm chỉ thị 16, nên việc tổ chức dạy học trở lại gặp phải vướng mắc này. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhằm chuẩn bị cho năm học 2021-2022, cùng với việc đảm bảo điều kiện trang thiết bị cần thiết, vệ sinh khử khuẩn chu đáo để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy năm học mới, Phòng Giáo dục thành phố Tam Kỳ hiện đẩy mạnh công tác tập huấn, đào tạo kỹ năng dạy học trực tuyến cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Đến thời điểm này, 37 trường từ cấp mầm non công lập đến trung học cơ sở tại Tam Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết, chào đón hơn 23.600 học sinh nhập học. Để chuẩn bị cho phương án dạy và học trong tình hình có dịch, ở cấp học tiểu học và trung học cơ sở, cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn thành phố được tập trung đẩy mạnh tập huấn, đào tạo kỹ năng dạy học trực tuyến. Thông qua các buổi tập huấn, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố được giới thiệu hướng dẫn cách sử dụng các phần mềm giảng dạy trực tuyến phổ biến hiện nay, qua đó giúp trang bị cho giáo viên điều kiện cần thiết, phục vụ cho quá trình trao đổi thông tin, giao tiếp giữa giáo viên với cán bộ quản lý và học viên được diễn ra một cách hiệu quả, chính xác nhất, đảm bảo năm học mới diễn ra thông suốt, thuận lợi. Sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe đề án phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng khoảng 46.926 tỷ đồng, bao gồm ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và vốn của doanh nghiệp. Mục tiêu đến năm 2025, tổng diện tích nhà ở khoảng 44,7 triệu mét vuông sàn. Diện tích sàn bình quân đầu người là 28,9 mét vuông, trong đó tại đô thị đạt 32 mét vuông mỗi người, tại nông thôn đạt 27,7 mét vuông mỗi người. Diện tích nhà ở tối thiểu 10 mét vuông sàn mỗi người. Tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 97,5%. Giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ. Chủ trương của tỉnh khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, đồng thời tăng tỷ lệ nhà ở xây dựng thô trong tổng quy mô các dự án phát triển nhà ở mới hàng năm ở vùng đồng bằng, ven biển. Đối với miền núi, phát triển nhà ở tại khu vực thị trấn, trung tâm huyện đảm bảo phù hợp quy hoạch xây dựng theo hướng đô thị gắn với thương mại dịch vụ, phát triển nhà ở theo hướng văn minh hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu. Các dự án được thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương, nghiên cứu, đầu tư tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, gồm 60 dự án, với tổng diện tích là 2.067 ha, đất ở bình quân khoảng 30% diện tích dự án, khoảng 620 ha.
Trong đó, thị xã Điện Bàn có 25 dự án, tổng diện tích là 323 ha. Thành phố Tam Kỳ có 5 dự án, thành phố Hội An có 6 dự án, có diện tích 60,9 ha. Còn lại là các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh, Quế Sơn, Thăng Bình, Tây Giang và Đông Giang. Chiều ngày 26 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, bà Đoàn Thị Hoài Nhi, trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn dự, trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ. Theo quyết định 2438 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, bà Đoàn Thị Hoài Nhi, trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Bà Đoàn Thị Hoài Nhi sinh năm 1976, công tác trong ngành lao động thương binh và xã hội từ khi tái lập tỉnh Quảng Nam đến nay. Bà Đoàn Thị Hoài Nhi từng kinh qua các chức danh tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội như Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Lao động Tiền lương Bảo hiểm xã hội, Trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng giới trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở này. Bà Đoàn Thị Hoài Nhi có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ ngành công tác xã hội, cao cấp lý luận chính trị, là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Trao quyết định chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ của bà Đoàn Thị Hoài Nhi. Đồng chí Phó Chủ tịch Trần Anh Tuấn cho rằng đây là một trong những cán bộ đã công tác nhiều năm trong ngành lao động thương binh và xã hội, có kinh nghiệm thực tiễn. Vì vậy, việc bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở để bà Đoàn Thị Hoài Nhi phát huy năng lực chuyên môn cùng với tập thể cán bộ, lãnh đạo, công chức Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong lĩnh vực này. Chiều qua, huyện Phú Ninh tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với các hộ dân liên quan đến việc triển khai phương án quản lý cho thuê đất công ích do Ủy ban Nhân dân tỉnh bàn giao cho xã Tam Lộc quản lý. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Vũ Văn Thẩm và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Huỳnh Xuân Chính chủ trì buổi đối thoại. Ngày 10 tháng 8 năm 1999, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thực hiện dự án trang trại tại xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh với diện tích trên 200 ha. Năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có quyết định thu hồi đất này giao cho Ủy ban Nhân dân xã Tam Lộc quản lý. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân xã đã khảo sát lập phương án quản lý cho thuê đất công ích. Trong đó, diện tích giao khoán bảo vệ rừng là 61 ha, gồm rừng tự nhiên và thông Caribe. Diện tích cho thuê để sản xuất là 128,5 ha. Những trường hợp được xét cho thuê đất đa số là hộ nghèo, cận nghèo, những hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có đất sản xuất. Thời gian thuê là 5 năm. Tuy nhiên, một số hộ tại thôn Đại Đồng không chấp hành ký hợp đồng thuê đất mà yêu cầu cấp đất hoặc thuê đất 50 năm. Ủy ban Nhân dân xã Tam Lộc cho rằng yêu cầu này không có cơ sở để thực hiện. Vụ việc kéo dài dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện đông người vượt cấp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh một số hộ dân chưa đồng ý phương án đề ra, phần lớn các hộ còn lại đều có mong muốn tiếp tục được thuê rừng để phát triển kinh tế. Ngoài các nội dung liên quan đến công tác quản lý cho thuê đất công ích, vấn đề mở đường để phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất, các tranh chấp đường ranh, diện tích canh tác cũng được kiến nghị tại buổi đối thoại. Sáng qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Nam tổ chức hội nghị với các sở ngành đơn vị liên quan về thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, nghị quyết số 45 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động, một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo tại cuộc họp thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành thông báo giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với 3.012 doanh nghiệp, tổng số hơn 127.000 lao động với số tiền gần 42 tỷ đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không lương, hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị COVID-19 cách ly y tế, hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch, hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Về thực hiện nghị quyết 45 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự kiến sẽ hỗ trợ 20.000 người với kinh phí khoảng 26,2 tỷ đồng. Đến nay đã phê duyệt hỗ trợ trên 400 lao động tự do với số tiền hơn 800 triệu đồng, phê duyệt hỗ trợ gần 2.700 đối tượng cách ly tập trung với số tiền trên 2,1 tỷ đồng. Tại hội nghị, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng, đề nghị các sở ngành Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách.
Thưa quý vị, ngày 26 tháng 8, 1.000 y bác sĩ, sinh viên, giảng viên thuộc các sở y tế, bệnh viện, đại học y ở 4 tỉnh thành phía Bắc là Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình và Hà Giang bay vào thành phố Hồ Chí Minh để chi viện chống dịch. Đây là đoàn y bác sĩ lớn nhất từ trước tới nay bay trong cùng một ngày kể từ đầu chiến dịch vận chuyển lực lượng y tế vào miền Nam. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines bố trí 2 máy bay Boeing 787-9 và 1 máy bay Airbus A321 đưa lực lượng y tế vào miền Nam. Trong đó, Boeing 787-9 là một trong những dòng tàu bay lớn nhất Việt Nam với sức tải gần 300 khách trên một chuyến. Trong số 1.000 y bác sĩ có hàng trăm bác sĩ chuyên gia y tế có năng lực chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, thuộc nhiều khoa khác nhau sẽ tham gia vận hành bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 mức nặng. Chia sẻ khó khăn với các tỉnh thành ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hãng hàng không quốc gia cũng vận chuyển miễn cước hơn 200 tấn hành lý, hàng hóa y tế, bao gồm hàng triệu liều vaccine, bộ xét nghiệm, trang phục bảo hộ y tế, máy thở, máy X quang phổi, máy lọc máu. Cùng với việc đưa những người lang thang cơ nhỡ về nơi tập trung tạm thời để tiện chăm lo ăn ở sức khỏe, nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho bà con. Đây là những chính sách nhân đạo thể hiện lòng tương thân tương ái giữa chính quyền và người dân trong giai đoạn giãn cách xã hội. Gần 100 người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ đã được đưa về tạm tại khu tập trung thuộc quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi khám sức khỏe và test nhanh COVID-19, bà con đã được chính quyền địa phương phối hợp với nhân viên y tế tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19. Chỉ những người khỏe mạnh sẽ được tiêm tại chỗ. Riêng các trường hợp sau khi khám, nếu phát hiện có bệnh nền hoặc sức khỏe yếu sẽ được sắp xếp để đưa đi tiêm tại các trung tâm y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát đưa người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ ngoài đường vào các trung tâm an sinh xã hội, các điểm tập trung để chăm sóc sức khỏe, đời sống cho bà con. Qua đó, góp phần ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho bà con có hoàn cảnh khó khăn để cùng nhau vượt qua đại dịch. Những ngày thành phố Đà Nẵng đang thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19, nông dân vùng sản xuất lúa trên địa bàn thành phố tranh thủ thời gian ban đêm để gặt lúa thu hoạch vụ mùa. Việc tranh thủ gặt lúa đêm giúp bà con thu hoạch sớm và đảm bảo an toàn phòng chống dịch, ghi nhận tại huyện Hòa Vang. Đồng lúa thôn Quá Giáng 2, xã Hòa Phước từ 7 giờ tối, những chiếc máy gặt hoạt động hết công suất. Mùa vụ năm nay rơi vào thời điểm thành phố Đà Nẵng phong tỏa, thực hiện giãn cách, ai ở đâu ở đó để phòng chống dịch COVID-19. Thế nên chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho nông dân ra đồng buổi tối để tranh thủ gặt lúa trong đêm. Mừng là cũng là vì là lúa chín rồi mà giờ dịch COVID đây là cho được đi ra đồng là cũng quý. Bữa nay thì tạo điều kiện cho nông dân gặt được là nông bò cao ở đây rất vui vẻ lắm. Bữa nay dịch là sợ mùa mòn cũng là sợ mưa gió đồ là mình lo mình gặt, tranh thủ gặt với lại ban đêm là trời mát mẻ, gió ngầm đổ trong khỏe. Để đẩy nhanh tốc độ thu hoạch lúa, bên cạnh tạo điều kiện cho bà con ra đồng, huyện Hòa Vang còn cử cán bộ nông nghiệp, lực lượng dân quân, đoàn thanh niên ra đồng hỗ trợ nông dân, vừa sản xuất vừa đảm bảo an toàn phòng dịch. Lúa trong điều kiện phòng chống dịch, đó là chúng tôi cũng đã cho cái lực lượng là máy gạt cũng như là chở lúa là xét nghiệm trước và đồng thời là Ủy ban dân xã cũng cấp phát cái thẻ ra đồng. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên chính quyền và cả người nông dân không bị động trong thu hoạch lúa. Với tiến độ thu hoạch như hiện nay, toàn bộ diện tích lúa hè thu tại Hòa Vang sẽ sớm được thu hoạch, đảm bảo vừa phòng dịch vừa tránh được mùa mưa bão sắp đến. Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, trên địa bàn huyện Nông Sơn đã có F0 từ những công dân sau khi thực hiện cách ly tập trung về cách ly tại nhà. Đây là vấn đề y tế mới mẻ, rất đáng quan tâm lo lắng của cộng đồng. Vấn đề quan trọng hàng đầu vẫn phải quản lý như thế nào để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhất là đối với những người thực hiện cách ly tại nhà. Phóng sự thực hiện tại huyện Nông Sơn. Tại huyện Nông Sơn, sau thời gian cách ly tập trung, các công dân phải ký cam kết thực hiện cách ly tại nhà với những quy định cụ thể, như chấp hành việc tự cách ly tại nhà nơi lưu trú đúng thời gian quy định, tốt nhất là cách ly ở một phòng riêng, tự đo nhiệt độ cơ thể ít nhất 2 lần một ngày, tự theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác.
Cùng với đó, công an xã phối hợp với tổ giám sát cộng đồng, tổ trưởng khu dân cư, lực lượng dân quân và các lực lượng có liên quan thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ cách ly y tế tại nhà. Nhằm để nâng cao cái ý thức đối với người dân mà sau khi cách ly tại cộng đồng về nhà cách ly tại địa phương 7 ngày thì ban công an xã phối hợp với lại tổ giám sát cộng đồng ở thôn tiến hành cũng như là cho người dân cách ly tại nhà công cách và tê biển trước nhà để nhằm để cho người dân biết và coi như là ý thức chấp hành cái việc cách ly tại nhà của mình. Và ban quân cũng phối hợp với ban quân sự là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, phát hiện những trường hợp nào mà cách ly tại nhà mà không chấp hành thì tiến hành lập biên bản để coi như là xử lý theo quy định của pháp luật. Là xã trung tâm của huyện Nông Sơn nên số lượng công dân trở về từ vùng dịch đang thực hiện cách ly với số lượng lớn. Vì vậy, xã Quế Trung đã và đang chú trọng đến công tác giám sát chặt chẽ việc tuân thủ cách ly y tế tại nhà, không để tình trạng người đang trong diện cách ly y tế tự ý rời khỏi khu vực cách ly, nơi cách ly. Nâng cao ý thức người dân bằng nhiều cách làm, biện pháp và hình thức khác nhau nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Công tác quản lý cách ly tại nhà sau khi đã hoàn thành cái việc cách ly tập trung và cũng như là đi từ vùng có dịch trở về thì đối với lại ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của xã Quế Trung triển khai đồng bộ tất cả các giải pháp. Thứ nhất về công tác tuyên truyền vận động nhân dân là xác định đây là vai trò chủ lực và quan trọng, đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đến với trong cộng đồng. Cái thứ hai là trong vấn đề mà để cho người dân cam kết trong vấn đề triển khai thực hiện cái cách ly tại nhà và nơi lưu trú. Trong khi đó thì có bản cam kết và có cái bộ hướng dẫn để thực hiện việc cách ly tại nhà. Một việc làm hết sức quan trọng nữa đó là đối với các tổ giám sát cộng đồng, phân công phân nhiệm cụ thể cho từng người phụ trách từng xóm, từng địa bàn và đối với là từng người và phụ trách với từng đối tượng được cách ly theo dõi tại nhà. Bên cạnh đó thì xã cũng thành lập một cái tổ thường xuyên kiểm tra giám sát cái việc cách ly tại nhà đối với các công dân. Bên cạnh đó thì bằng biện pháp như là gắn bảng để cảnh báo cho nhân dân biết là khu vực này là có người cách ly tại nhà để hạn chế tiếp xúc. F0 và vấn đề cách ly tại nhà nếu không thực hiện tốt sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp khó lường. Qua cách làm từ huyện Nông Sơn cho thấy, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, điều quan trọng nhất bên cạnh sự vào cuộc tích cực và kịp thời của chính quyền thì mỗi một người dân, trong đó có những trường hợp là F1, F2 hay F0, hãy vì sức khỏe của bản thân và gia đình cần tự giác tuân thủ đúng các khuyến cáo của ngành y tế, góp phần chủ động ngăn ngừa và đẩy lùi nguy cơ lây lan dịch bệnh trong gia đình và cộng đồng. Chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, tình trạng lan truyền thông tin sai lệch về đại dịch COVID-19 và vaccine phòng bệnh đã diễn ra nghiêm trọng hơn trong thời gian qua, khiến nhiều người do dự với quyết định tiêm phòng làm tăng số ca mắc mới. Đây là cảnh báo vừa được giới chức Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra. WHO khẳng định thông tin sai lệch chính là một yếu tố nguy cơ giúp virus tiếp tục lây lan và gây hại. Trong khoảng một tháng qua, lượng thông tin sai lệch dường như gia tăng đáng kể và gây hoang mang cho công chúng. Giới chức y tế cộng đồng cũng cho rằng chính thông tin sai lệch đã làm gia tăng tâm lý hoài nghi về vaccine trên toàn thế giới và là một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ bao phủ tiêm chủng. Các quan chức y tế Mỹ hiện hy vọng việc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cấp phép đầy đủ cho vaccine của Pfizer sẽ góp phần xua tan tâm lý lo lắng của người dân, khuyến khích mọi người đi tiêm. Ngoài vaccine, cũng có không ít thông tin sai lệch về thuốc điều trị COVID-19. Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ cho biết đã hoàn tất các thủ tục đề nghị Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cấp phép sử dụng chính thức đối với vaccine ngừa COVID-19 của hãng này. Động thái diễn ra chỉ 2 ngày sau khi vaccine của Pfizer được cấp phép chính thức. Thông cáo báo chí của Moderna nêu rõ công ty đã hoàn thành quy trình đề nghị FDA cấp phép sử dụng chính thức đối với vaccine ngừa COVID-19 của hãng. Giám đốc điều hành của Moderna nhấn mạnh hãng rất tự hào với việc vaccine ngừa COVID-19 của Moderna cho thấy hiệu quả bền vững ở mức 93% sau mũi tiêm thứ hai. Vaccine ngừa COVID-19 của Moderna đã được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Mỹ từ cuối năm ngoái đối với những người từ 18 tuổi trở lên.
hiện Moderna cũng xin cấp phép sử dụng khẩn cấp với người từ 12 tuổi. Chính phủ Australia vừa chính thức công bố chương trình thị thực nông nghiệp dành để đưa một số người lao động nước ngoài đến nước này làm việc nhằm đáp ứng việc thiếu hụt lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Thị xã Điện Bàn, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 58 đến 88%, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Thị trấn Núi Thành, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 58 đến 88%, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Thị trấn Trà My, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm từ 58 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Prao, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm từ 58 đến 97%, gió nhẹ. Đến đây thời lượng của chương trình Thông tin ngày mới đã kết thúc. Quý vị và các bạn hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Chương trình Thông tin ngày mới được phát sóng vào lúc 6 giờ và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút. Ngoài ra quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tại địa chỉ www.qrt.vn. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.